Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thông tin về các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm. Trong video này, mình sẽ lần lượt chia sẻ thông tin về đặc tính, mối nguy trong thực phẩm cũng như là các tác hại gây ra cho con người của một số vi sinh vật. Vi sinh vật đầu tiên mình chia sẻ là Bacillus cereus. Đặc điểm, Bacillus cereus thuộc họ Bacillaceae là vi khuẩn thiếu khí, ram dương, có khả năng hình thành bào tử. Bacillus cereus sinh ra hai loại triệu chứng. Loại đầu tiên gây nôn mửa do vi khuẩn tạo ra trong quá trình phát triển ở trong thực phẩm. Loại thứ hai gây tiêu chảy do vi khuẩn tạo nên trong quá trình phát triển ở ruột non. Triệu chứng khi bị nhiễm Bacillus cereus khởi phát Kiểu tiêu chảy khoảng 8 đến 20 giờ, kiểu nôn từ 1 đến 5 giờ. Triệu chứng cấp tính: kiểu tiêu chảy, tiêu chảy từ nhẹ đến nặng, đau quặn bụng, kiểu nôn gây buồn nôn và nôn. Thời gian xảy ra thông thường 24 giờ. Triệu chứng mãn tính: khiếm gặp, có thể xảy ra mất nước. Liều gây nhiễm 10 mũ 5 đến 10 mũ 11 vi sinh vật trên 100 g. Nguồn thực phẩm có khả năng nhiễm Bacillus cereus. Bacillus cereus là vi sinh vật sống trong đất và có liên quan đến cây nông nghiệp, đặc biệt là lúa. Bacillus cereus hình thành bào tử và tồn tại trong các sản phẩm thực phẩm đã được xử lý nhiệt dưới mức gây chết, sốc nhiệt. Khi gặp điều kiện thuận lợi, các bào tử sẽ nảy mầm, chuyển đổi thành tế bào sinh dưỡng và bắt đầu phát triển. Bacillus cereus có thể tồn tại trong nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là bột, tinh bột, các sản phẩm gạo và mì các loại. Cường hợp thực tế ở Việt Nam ngộ độc do Bacillus cereus gây ra cũng khá phổ biến, như vụ ngộ độc công nhân ở Tuy Hòa, Phú Yên hay trẻ mầm non ở thành phố Cần Thơ do sử dụng sợi phở bị nhiễm vi sinh vật này gây nên ngộ độc thực phẩm. Biện pháp phòng ngừa ngộ độc do Bacillus cereus gây ra, chúng ta cần bảo quản thức ăn sau khi chế biến, nếu chưa được ăn ngay, món ăn cần được giữ ấm trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 4 độ C. Thức ăn nguội cần được hâm nóng kỹ ít nhất đạt 74 độ C trước khi ăn. Vi sinh vật tiếp theo là Campylobacter jejuni. Đây là vi khuẩn thuộc họ Campylobacteraceae và Campylobacter jejuni là vi khuẩn hiếu khí, ram âm, được biết đến như một loài gây bệnh thực phẩm xảy ra ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Khác với Bacillus cereus ở trên. Campylobacter jejuni là một vi sinh vật không sinh bào tử và tương đối nhạy cảm với nhiệt và có thể bị tiêu diệt bằng cách nấu chín. Triệu chứng khi bị nhiễm Campylobacter jejuni khởi phát 1 tới 7 ngày, triệu chứng cấp tính, tiêu chảy nhẹ đến vừa phải, đôi khi có máu, đau quặn bụng và buồn nôn. Thời gian xảy ra một vài ngày. Triệu chứng mãn tính, hiếm gặp có thể xảy ra mất nước, liều gây nhiễm. Vi sinh vật này tương đối dễ nhiễm, khoảng 500 tế bào là có thể gây bệnh. ổ chứa vi khuẩn là động vật, thường là ở gia súc, gia cầm, chó, mèo, các vật nuôi làm cảnh khác. Các động vật gặm nhấm và chim, lợn cừu đều có thể là nguồn lây bệnh cho con người. Bệnh lây truyền do ăn phải thức ăn có chứa vi khuẩn như thịt gà, thịt lợn nấu chưa chín, nước uống hoặc thức ăn bị nhiễm khuẩn, sữa tươi chưa được tiệt khuẩn. Bệnh còn lây do tiếp xúc với vật nuôi làm cảnh có chứa vi khuẩn, đặc biệt là chó con, mèo con. Bệnh ít khi có sự lây truyền từ người sang người. Trên thế giới, Campylobacter thường chiếm khoảng 3% ca bùng phát. 1% số ca mắc và 1% số ca tử vong. Biện pháp phòng ngừa Campylobacter jejuni Chúng ta cần ăn chín, uống nước sôi, nấu chín kỹ các thức ăn có nguồn gốc từ da cầm, chỉ uống sữa đã tiệt khuẩn, tránh để thức ăn bị nhiễm bẩn lại sau khi đã nấu chín. Nếu da cầm, gia súc nuôi mắc bệnh cần phải được điều trị kháng sinh, người tiếp xúc nên mặc quần áo bảo hộ đi giày dép vào chuồng chạy. Chúng ta qua vi sinh vật tiếp theo là Clostridium perfringens. Đặc điểm chung là Clostridium perfringens thuộc họ Bacillaceae. Khác với hai loại vi sinh vật trên, Clostridium perfringens là vi khuẩn yếm khí, nghĩa là phát triển trong môi trường không có oxy, là vi khuẩn ram dương và sinh bào tử. Được xem như loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến bào tử của vi sinh vật tồn tại trong đất, cầm tích, các khu vực bị ô nhiễm trong phân người hoặc động vật. Triệu chứng khi bị nhiễm, khởi phát từ 8 tới 24 giờ. Triệu chứng cấp tính, tiêu chảy, đau quặn bụng dữ dội, buồn nôn, ít phổ biến hơn, sốt và nôn mửa là rất bất thường. Thời gian xảy ra thường trong vòng 24 giờ. Triệu chứng mãn tính hiếm gặp có thể xảy ra mất nước, lều gây nhiễm từ 10 mũ 6 đến 10 mũ 10 tế bào. Nguồn thực phẩm có khả năng nhiễm Clostridium perfringens. Clostridium perfringens là vi sinh vật sống trong đất và có liên quan đến thức ăn động vật. Clostridium perfringens hình thành bào tử và tồn tại trong các sản phẩm thực phẩm đã được xử lý nhiệt dưới mức gây chết sốc nhiệt. Khi gặp điều kiện thuận lợi, các bào tử này sẽ nảy mầm chuyển đổi thành tế bào dinh dưỡng và bắt đầu phát triển gây bệnh. Clostridium perfringens thường có trong các sản phẩm thịt và các món hầm không được xử lý đúng cách. Các trường hợp ngộ độc do vi sinh vật này gây ra ở nước ta cũng khá phổ biến như các trường hợp xảy ra ở Lâm Hà năm 2016 hay Nha Trang năm 2020. Để phòng ngừa Chúng ta cần ăn chín, uống nước sôi, nấu chín kỹ các thức ăn có nguồn gốc từ thịt, tránh để các thức ăn nhiễm bẩn lại sau khi đã nấu chín. Vi sinh vật tiếp theo là Clostridium botulinum, thuộc họ Clostridiaceae. Đây là vi khuẩn yếm khí, cũng giống như Clostridium perfringens chỉ phát triển trong môi trường không có oxy, là vi khuẩn ram dương, có khả năng sinh ra bào tử tạo ra chất độc thần kinh rất mạnh có thể gây nên chết người. Bào tử chịu nhiệt và có khả năng tồn tại trong thực phẩm không sản xuất đúng cách. Triệu chứng khi bị nhiễm, khởi phát 2 giờ đến 6 ngày, thông thường từ 12 tới 36 giờ. Triệu chứng cấp tính: chóng mặt, nhìn đôi hoặc mờ, mất hoặc phản xạ kém khó nuốt, khô miệng, suy nhược, liệt hô hấp, liều gây nhiễm. Một lượng rất nhỏ, chỉ vài nanogram chất độc thần kinh có thể gây mất mạng. Chất độc từ Clostridium botulinum có trong nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là các loại đồ hộp như ớt, đậu xanh, súp củ, cải đường, măng tây, nấm, ô liu, cá ngừ, gan động vật, giam bông, xúc xích, cà tím nhồi, vân vân. Trường hợp ngộ độc Clostridium botulinum gần đây nhất ở nước ta là trường hợp pate chay đóng hộp bị nhiễm độc tố do vi sinh vật này gây ra và gây nhiễm độc thần kinh cho rất nhiều người sử dụng. Để phòng ngừa ngộ độc do Clostridium botulinum gây ra, chúng ta cần vì ngộ độc gây ra do độc tố do vi sinh vật tạo ra nên các bạn lưu ý thận trọng với các thực phẩm đóng kín nhưng có mùi hoặc màu sắc thay đổi hoặc có vị thay đổi khác thường. Ví dụ sữa chua không còn vị chua bình thường. Dù có đun sôi hay pha loãng thì độc tố vẫn còn tồn tại và một lượng rất nhỏ chỉ vài nanogram có nghĩa là nhỏ hơn gram rất nhiều lần đã có thể gây chết người nên chúng ta không được tiếc nếu phát hiện đồ hộp có vấn đề thì cần bỏ ngay, tuyệt đối không sử dụng. Không nên tự động đóng kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá, chỉ có nhiệt độ đông đá mới làm cho vi khuẩn ngừng phát triển và không sinh độc tố. Trong video này mình đã giới thiệu 4 loại vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm phổ biến đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi các bạn nhớ like share và subscribe kênh của mình để đón xem các video liên quan đến vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm tiếp theo nha